Hello cả nhà, Kiều hiện tại là khách hàng thương gia của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương, và trong ngay trong cái video này Kiều sẽ giúp cho cả nhà mình phân biệt được đâu là hàng giả, đâu là hàng thật về cái sản phẩm Lady Care của Linh Hương, cũng như là cái lọ mà dung dịch vệ sinh làm hồng và siêu khích vùng kính này. Và đây là cái lọ giả nha các bạn, và đây là cái lọ thật. Thì Kiều sẽ giúp cho cả nhà mình phân biệt trước là cái lọ thật như thế nào và cái lọ giả như thế nào. Và đây là cái sản phẩm mà hàng 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 thật nha các bạn, đây là hàng thật nha. Thì sản phẩm hàng thật nó sẽ có một cái logo ở đây, nó sẽ nổi lên trên bề mặt giấy. Chúng ta gờ nó sẽ cộm hơn một chút xíu, chúng ta gờ nó sẽ cộm hơn nha. Và ở ngang ngang hông của sản phẩm hàng hàng chính hãng á các bạn, hàng chính hãng của công ty luôn, thì sẽ bốn cái thông số như thế này: ngày sản xuất, hạn sử dụng và một cái mã bảo hành, cùng với là hạn sử dụng ở cuối cùng nha. Số lô thì là cái số nó dài hơn một chút, và sẽ có một cái tem chìm, một cái tem chìm dán lên, đè lên trên cái bốn cái thông số như thế này. Và cái tem chính hãng này nó rất là sắc nét hơn là cái sản phẩm giả nha. Cái sản phẩm giả này các bạn, sản phẩm giả cái tem này nó sẽ có cái màu nó không có bằng nha. Và sản phẩm chính hãng này các bạn thấy không, nếu như mà các bạn là người mua hàng thì các bạn sẽ rất là khó để phân biệt cái điều này. Tuy nhiên thì sẽ giúp cho cả nhà mình phân biệt thêm. Và ở đây hàng giả nó sẽ không có bất kỳ một cái dòng nào hết. Đây là cái sản phẩm mà Kiều mới vừa sưu tầm về luôn nha các bạn. Kiều sưu tầm về để giúp cho khách hàng của mình là tránh khỏi những cái trường hợp mà mua phải hàng giả về mình sử dụng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các chị em nha. Và ngang hông cái sản phẩm này không có hề là có số lô hay là không có hề có cái gì cả, không có hạn sử dụng mà cũng không có cái gì, bất cứ thứ gì. Và ngay trong cái live, ngay trong cái video này Kiều sẽ bóc nó ra luôn cả nhà xem nha. Đây là cái sản phẩm hàng giả nha các chị em, hàng giả nha. Vẫn có một cái tem, vẫn có một cái tem nha. Thì sẽ mở cái tem. Mở ngay trong video này luôn cho chị em mình nhìn thấy. Đây. Đây là cái sản phẩm giả nha. Đây. Cái nắp của nó là không hề đậy xuống tới dưới nha các bạn, không hề bị đậy tới dưới. Đó, và sản phẩm đây là sản phẩm giả nha. Cái phiếu bảo hành của nó nè rất là nhợt nhạt và mờ ảo. Rồi, đây là cái sản phẩm chính hãng của Kiều đây. Đây, sản phẩm giả. Sản phẩm giả các bạn nhìn thấy không? Cái lọ của nó là nó sẽ có cái chữ H ở đây rất là đậm luôn, và cái nắp không bao giờ là đậy đậy chặt giống như là cái lọ chính hãng của Kiều đang bán nha, các bạn thấy không? Và một cái chai nào rất là bóng bẩy và rất là đẹp như thế này. Còn đây là chai màu đục nha các bạn, chai màu đục nha. Đây là sản phẩm giả hoàn toàn và được bày bán trong những cái nhóm chợ, cũng như là bất kỳ lên những cái trang mạng nào mà không đúng giá niêm yết 285 ngàn và không phải của đại lý cung cấp, cũng như là không phải là chi nhánh của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương, thì các bạn không nên mua. Ở đây nè các bạn, một cái chai hàng chính hãng thì chữ của nó mảnh hơn và nó sẽ có một cái nét đứt ngay chính giữa nè, các bạn thấy không? Ở đây nè. Còn hàng giả nè các bạn, hàng giả đây, hàng giả cái chữ của nó sẽ là rất là đậm luôn, nó in đậm và như một chữ H. Nên là các bạn nào mà mình mua hàng thì mình nên lưu ý để mà mình được mua hàng chính hãng nha các chị em. Và ở đây Kiều sẽ có một cái lọ mà hàng thật cho các chị em mình xem nha. Đây là cái hàng thật đây. Rồi, ngay trong cái video này thì Kiều chia sẻ bao nhiêu đây cho các chị em thôi. Ngày hôm sau nữa mình sẽ chuẩn bị một cái video nữa. Chị em mình nhớ ấn là đăng ký theo dõi kênh YouTube của Kiều, thì các chị em mình sẽ phân biệt được, có những cái clip phân biệt về cái sản phẩm hàng thật và hàng giả của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Nên là các chị em của mình nữa là muốn mua sản phẩm chính hãng để mình sử dụng thì nhớ là để lại địa chỉ số điện thoại
hoặc là mình có kết bạn Zalo với Kiều là ok nha. Chào tạm biệt cả nhà.